định lừa tao đúng không? Thả mày ra để mày đi báo công an đúng không? Còn cả thằng bố mày nữa. Tao đang chờ bố mày đến đây đây. Đây. Chị ấy đây, con không sợ đấy nhé.
Đi ngủ nhanh. Cháu về trong nhà ấy, mấy hôm cháu sang thì cháu nói để đặt gì gà cho chủ cho ăn. Cháu về bên nhà chú ở đây chú để đi ăn. Mấy hôm vừa rồi thì cháu cũng vất vả với em nhiều. Vâng. Hôm vừa rồi cháu cũng vất vả với chị nhiều. Vâng, không có gì nữa cháu về bên nhà cháu đấy là rau dám cháu dọn chuẩn bị. Xong rồi cháu về nhà thôi, vâng. Em nghỉ ngơi tí cho nó đỡ mệt nhé. Vâng. Rồi để em ở đây trong. Vâng, cháu về bên nhà đấy nhé. Chú để ý em chú nhé. Ừ, đúng rồi. Thank you.
Thank you.
để giống hả chú? Nó nhiều thì để chú bắn mất. Chú hết tiền tiêu à? Để chú bắn để lấy tiền tiêu. Cháu đi xong một tí, cháu về cháu cắt cái này cho cháu xong luôn. Ừ, xong rồi cháu xong, cháu em hộ chú ấy nhá. Thank you.
ngân xiên. Dạ vâng, chính là xe. Vâng. Nhà đi nhà. Vâng.
Đi ra lô sao đi ơi. Sao lại nhảy ao thế? Hả? Con dại quá rồi con ạ. Sao mà nhảy ao đấy? Con dại quá rồi. Sao lại nhảy ao? Con bố có chi đây sao mà con phải đấy?
thế hả? Khổ lắm. Con hư. Chú đi mua cho em mấy viên
thuốc. Ừ. Tôi ăn thật thì nó ngủ. Ừ. 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 Ừ.